Dự kiến những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên thông qua cơ chế COVAX sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 4 tới. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển những liều vaccine quan trọng này đến với Việt Nam một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể. Phóng viên của Truyền hình Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn bà Rana Flowers, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, để hiểu rõ hơn về việc vận chuyển và phân phối vaccine. Firstly, thank Ms. Rana Flowers for joining our interview today. Lời đầu tiên, cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn với Truyền hình Nhân dân. Bà có thể chia sẻ về những lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. UNICEF đã đàm phán và sẽ bảo đảm liều vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 20% dân số Việt Nam. Dự kiến lô vaccine đầu tiên với khoảng 4.176.000 liều sẽ đến Việt Nam trong tháng 4 này. UNICEF vẫn đang rất nỗ lực đàm phán và bảo đảm rằng tất cả các quốc gia tham gia cơ chế COVAX, hiện tại là khoảng 190 nước, sẽ có quyền tiếp cận công bằng với khoảng 2 tỷ liều vaccine COVID-19 vào khoảng cuối năm nay. Sau khi phân bổ được khoảng 20% cho tất cả các quốc gia tham gia COVAX, việc bổ sung vaccine cho dân số sẽ được các quốc gia tính toán dựa trên tình hình riêng của từng nước. Các quốc gia có thể chọn đặt hàng vaccine bổ sung qua UNICEF. Đàm phán mua sắm và vận chuyển vaccine ngừa COVID-19 đến 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Vậy tại sao UNICEF, một tổ chức về trẻ em, lại đứng ra đảm nhiệm nhiệm vụ khó khăn này? Nếu thế giới muốn ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và đặc biệt là các biến thể, thì khoảng 80% dân số phải được tiêm chủng ngừa. Việc triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 chắc chắn là hoạt động cung cấp và thu mua vaccine lớn nhất và nhanh nhất mà chúng tôi từng biết, bởi nó sẽ là yếu tố quan trọng đẩy nhanh việc mở cửa trở lại các nền kinh tế. UNICEF có lịch sử 75 năm hoạt động không ngừng nhằm hỗ trợ trẻ em trên khắp thế giới và bảo đảm chúng phát triển và lớn mạnh. Một phần quan trọng của công việc này là mua sắm, cung cấp vaccine cho trẻ em thế giới cũng như cho các nhân viên y tế. Do vậy, trong triển khai vaccine ngừa COVID-19, UNICEF tự hào rằng mình đã và đang nỗ lực hết mình. Thay mặt cơ chế COVAX đàm phán với các nhà sản xuất và bảo đảm việc phân phối vaccine đến với người dân trên thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân.